Nào, ví dụ một của thầy. Dựa vào tính chất chia hết, xem xét tổng hiệu có chia hết cho hai không. Thì đầu tiên, thầy cho 23 cộng với 14. Nào, ví dụ một các em nhé. Nào, câu A của thầy này. 23 cộng 14. Thì các em quan sát này, đây là tổng của hai số và hai số này là có nhận xét như sau. Thứ nhất, 23 của thầy thì không chia cho 2 rồi, vì 23 của thầy là một số này. 14 của thầy cũng lại là chia cho 2. Đúng chưa? Thì chúng ta cũng có như sau. Nếu một số hạng của tổng hiệu mà không chia hết cho số đó thì tổng hiệu không chia hết. Chúng ta có như sau. Nào, ta có 23 của thầy thì không chia cho 2. Nhưng 14 của thầy thì lại là chia cho 2. Vậy vậy ta có cái gì? Vậy ta có là 23 cộng với 14 sẽ chia cho 2. À, sẽ không chia cho 2. Các em nhớ nhá. Nó sẽ không chia cho 2. Đó, hiểu chưa nào? Nào, đến câu B. Các em tập trung đây. Câu B của chúng ta như sau. 28 trừ 10. Thì thầy có nhá. 28 trừ 10. Thì ta có nào. 28 của thầy thì chia cho 2. Đúng chưa?